Sáng ngày 10 tháng 7, đoàn công tác của Thành ủy và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Trương Vĩnh Tùng, Phó Văn phòng Thành ủy, đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện ban tổ chức Thành ủy, ban dân vận Thành ủy thành phố, đại diện ban chỉ huy các chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng mùa hè xanh thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đã đến thăm, động viên và dự nhiều hoạt động cùng các chiến sĩ tình nguyện hè tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đoàn công tác đã đến dự lễ khởi công công trình cầu giao thông nông thôn với kinh phí thực hiện 210 triệu tại ấp Dòng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm. Lễ khởi công công trình tuyến bê tông nông thôn tại ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, quê hương cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt với kinh phí thực hiện 550 triệu. Trao tặng 20 phần quà an sinh cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 tại ấp Dòng Ké, xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm. Thăm động viên các chiến sĩ tình nguyện kỳ nghỉ hồng, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn, chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện các công trình tình nguyện tại địa phương. Đoàn cũng đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ, dâng hoa, dâng hương cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Tham dự lễ kết nạp đảng viên mới cho chiến sĩ tình nguyện kỳ nghỉ hồng là đồng chí Trần Vũ Phương, Bí thư Đoàn Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn. Tại huyện Vũng Liêm, các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều phần việc như xây dựng cầu bê tông phục vụ giao thông, xây dựng mới và bê tông hóa tuyến đường nông thôn, tuyến đường dân sinh, xây dựng các tuyến đường đèn năng lượng mặt trời đạt chuẩn nông thôn mới, phát quang các tuyến đường nông thôn và chăm sóc các tuyến đường hoa, trồng hoa và dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và dọn dẹp nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, sửa chữa các khu vui chơi cho thiếu nhi, tổng kinh phí các công trình hơn 1,3 tỷ đồng.